Đây là hình ảnh trên một tàu làm nghề câu mực cập bến. Mực khô mang về đến đất liền. Các ngư dân phải trải qua chuyến đi dài ngày ở quần đảo Trường Sa từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Chuyến đi biển dài ngày của ngư dân Bình Chánh trở về trong niềm vui mực được mùa, được giá. Đón xuân Nhâm Dần 2022, làng chài Bình Chánh rộn ràng hơn. Hôm nay là mực ít mà được gió hơn. Gió được hơn bờ Nam là nó bất thường, hầu cô hầu thấp. Mà bây giờ là được gió nó đều hơn 10. Giá mực khô từng tụt giảm thấp nhất trong đợt dịch đầu tiên vào năm 2020. Thị trường mực khô chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Thái Lan. Sau đợt khó khăn tạm thời thì mực khô lại tăng giá. Năm 2021, thời tiết diễn biến bất thường, ở vùng biển Trường Sa xuất hiện nhiều giông bão. Có những phiên biển dự định kéo dài nhưng phải rút ngắn. Dù đi ít phiên nhưng thu nhập của ngư dân cũng được từ 130 triệu đồng một người một năm. Trong ra thì so với bà Nam thì cũng mấy chứ mà năm nay thì cũng biết cho cũng biết, người dân cũng biết khó khăn nhưng mà thu nhập vậy thì cũng được, chứ cũng không đến nỗi gì yếu. Cứ vào dịp mãn mùa biển, ngư dân ở làng chài Bình Chánh lại làm lễ dỗ thần Nam Hải Đại Tướng Quân kết hợp với ra quân nghề cá đầu năm. Có thu nhập ổn định, ngư dân tranh thủ đang rành phơi mực để kịp cho chuyến biển đầu xuân mới.